bản tin 365 ngày chuyển động, đồng hành cùng bà con mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Những ngày đầu năm mới, cập nhật giá nông sản tại địa phương để kịp thời định hướng sản xuất. Trong đó có giá tiêu, cà phê, nông sản chủ lực của Lâm Đồng thời gian qua. Bà con nông dân và quý khán giả còn cập nhật thêm các thông tin nông nghiệp hữu ích nào sau đây? Mời bà con điểm qua cùng chúng tôi. Thủ phủ điều cả nước vào năm mới, vụ mới, chất lượng được cải tiến mạnh mẽ. Người chăn nuôi ý thức chăn nuôi sạch, tỉnh Hậu Giang đã đầu tư cơ sở giết mổ hiện đại nhất. Tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm đạt chất lượng đến tay người tiêu dùng. Bảo Lộc, thủ phủ tơ lụa Việt Nam, đang đưa thương hiệu ra thế giới, khẳng định vị trí tơ lụa Việt. Trải qua hơn một năm gánh chịu giá thấp, người trồng cà phê và hồ tiêu đang mong chờ giá bật tăng trong năm mới, mang nhiều hy vọng cho nhà vườn. Vậy thời điểm đầu năm này, giá đang biến động ra sao? Tôi xin thông tin thêm là tôi mới nhận được thông tin là các đại lý, công ty, doanh nghiệp bán mặt hàng tiêu và cà phê trên địa bàn Đồng Nai cho hay giá tiêu cà phê mua vào và bán ra trong những ngày đầu tháng 2 năm 2019 tiếp tục đà giảm. Một thông tin không mấy vui cho những ngày đầu năm mới của những người nông dân canh tác hai mặt hàng này. Thông tin mà chị Ngọc Như vừa mang đến sẽ giúp cho bà con nắm thêm tình hình mà kịp thời định hướng sản xuất. Cụ thể, giá hạt tiêu đen hiện chỉ còn 46.000 đến 48.000 đồng một ký. Mức giá này nếu nông dân bán ra sẽ chịu thua lỗ nặng vì thấp hơn giá thành. Do đó, nhiều nhà vườn trồng tiêu đã trữ tiêu đợi giá tốt hơn mới bán ra. Đây là mức giá tiêu thấp nhất trong vòng gần 10 năm trở lại đây. Sản lượng tiêu sản xuất ra của Việt Nam là để xuất khẩu. Có thị trường xuất khẩu tới hơn 50 nước trên thế giới, nhưng tiêu Việt Nam hầu hết phải xuất qua nước trung gian, chưa có thương hiệu nên giá thấp hơn tiêu của những nước khác. Tương tự, giá cà phê thế giới ở mức thấp kéo theo giá cà phê trong nước giảm xuống còn 33.500 đồng một ký, khiến cho người trồng cà phê phải chịu thua lỗ lớn, bởi giá thành ở mức 37 đến 38.000 đồng một ký. Theo các chuyên gia kinh tế, xuất khẩu hạt tiêu, cà phê trong quý 1 và quý 2 năm 2019 ít có biến động về giá. Như vậy, giá tiêu cà phê vẫn ở mức thấp. Ngược lại với hai mặt hàng tiêu và cà phê thì hạt điều đã phục hồi giá rất là tốt những tháng đầu năm do thị trường xuất khẩu khả quan. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 1 đạt 35.000 tấn, trị giá là 286 triệu đô la Mỹ, tăng về lượng nhưng mà lại giảm về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam tháng 1 ở mức 8.171 đô la Mỹ một tấn, tăng 1% so với tháng 12 năm 2018. Nguyên nhân được lý giải là do vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu hạt điều nguyên liệu giảm, nhiều lò tách vỏ hạt điều thô đã nghỉ sản xuất. Giá hạt điều tại Việt Nam hiện ở mức 350.000 đồng một ký, trong khi hạt điều rang muối có giá 360.000 đồng một ký. Trên thị trường thế giới, tháng 1 năm 2019, giá hạt điều biến động trong biên độ hẹp do đang vào thu hoạch tại nhiều quốc gia như Brazil, Indonesia, Kenya, trong khi nhu cầu không tăng. Kính thưa bà con và quý khán giả, có thể nói năm 2018 được xem là một năm trầm buồn của ngành điều Việt Nam, đặc biệt là với Bình Phước, nơi được mệnh danh là thủ phủ cây điều của cả nước. Đón dịp Tết Nguyên đán 2019 cũng là lúc mà nhiều vườn điều tại Bình Phước đang chuẩn bị bắt đầu cho thu hoạch. Với giá điều đang tăng nhưng mà lại trùng vào thời điểm thu hoạch với các nước thì các nhà vườn thì cũng rất là lo lắng. Lo, nhưng mà bà con nông dân vẫn kỳ vọng năm nay diện tích trồng điều sẽ có năng suất cao hơn, ngành điều sẽ có nhiều bước cải tiến mạnh mẽ. Vườn điều rộng 10 hecta của ông Điểu Minh tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng đem lại thu nhập hơn 400 triệu đồng một năm cho gia đình. Sau cơn bão dịch bệnh năm 2018 khiến vườn điều bị thiệt hại nặng, lợi nhuận giảm. Với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp tỉnh, ông Điểu Minh đã đầu tư cải tạo vườn điều, trồng cây giống mới, áp dụng các biện pháp phòng bệnh từ sớm cho cây điều. Năm 2018, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 3 tỷ 520 triệu đô la Mỹ, dẫn đứng đầu thế giới, nhưng được xem là một năm trầm buồn của ngành bởi sản lượng giảm, giá trị xuất khẩu giảm, trong khi giá điều nguyên liệu nhập khẩu tăng. Hàng loạt doanh nghiệp không đủ nguyên liệu để chế biến, sản xuất bị đình trệ, doanh nghiệp lao đao. Bị ảnh hưởng nặng nhất là các doanh nghiệp tại Bình Phước, nơi chiếm 60% diện tích cây điều cả nước, cũng là nơi cây điều bị dịch bệnh hoành hành nặng nhất. Gác lại một năm trầm buồn, ngành điều đang nỗ lực cho một năm mới, vụ mới, tái cơ cấu ngành, cải tạo vườn điều, áp dụng khoa học kỹ thuật và chủ động phòng trừ sâu bệnh.
cũng như tập trung cho khâu nguyên liệu, chế biến sâu là những giải pháp đang được ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp và người trồng điều thực hiện. Hiện nay Bình Phước có 226 doanh nghiệp, 368 cơ sở chế biến nhân hạt điều. Xin chúc cho bà con tỉnh Bình Phước và ngành điều Việt Nam một năm mới nhiều thắng lợi mới. Cá lóc là đối tượng thủy sản được bà con nông dân các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang đầu tư nuôi khá nhiều. Hiện nay con cá lóc Cù Lao Mây tập trung nhiều ở vùng nuôi xã Phú Thành, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Dùng cù lao ven sông Hậu thích hợp nuôi thủy sản, trồng trái cây. Và trải qua nhiều thăng trầm giá cả trong vài năm qua, khi trồi sụt, giá bán cá lóc năm 2017 rớt thấp, cho đến cuối năm 2017 thì mới tăng trở lại. Cho đến nay, bà con đã có lợi nhuận và cả vùng nuôi cá lóc hiện nay đã vui trở lại. Cá lóc và cá tra là hai loài thủy sản nuôi chính của huyện Trà Ôn với 33,4 hectare đang thả nuôi. Hiện nay giá cá tra và giá cá lóc vẫn duy trì ổn định. Giá cá lóc thì từ 36 cho đến 37.000 đồng một ký, lời 6.000 đến 7.000 đồng một ký, có lúc lên tới 44.000 đến 45.000 đồng một ký. Đầu năm đến giờ, bà con phấn khởi vì đã gỡ gạt lại bận thất thu cá lóc năm kia. Heo hơi trên thị trường vẫn giữ được giá cao, trên 50.000 đồng một ký, cũng góp thêm mùa xuân vui tươi cho các hộ chăn nuôi cả nước. Tại Hậu Giang, hộ nào nuôi nhiều, xuất bán ngay Tết, lời vài trăm triệu, đón Tết rất là ấm áp. Hiện nay thì bà con chăn nuôi đã ý thức hơn trong khâu chăn nuôi sạch, không dư lượng kháng sinh, dù là hộ nuôi nhỏ lẻ hay là trang trại cũng thực hiện tốt vấn đề này. Và ăn sạch có chọn lọc đang là một xu hướng của người tiêu dùng và cũng là yêu cầu tất yếu để cạnh tranh nông sản của nông dân. Chăn nuôi sạch thì phải kết hợp với công đoạn giết mổ bảo quản sạch nữa thì mới đảm bảo thịt sạch đến tay của người tiêu dùng, đúng không anh Dương Hiền? Và những cái hình ảnh mổ heo ở dạng mổ nằm kém vệ sinh như ngày xưa khi chưa có điều kiện đã được tỉnh Hậu Giang thay đổi bằng cách là bắt tay đầu tư ngay cơ sở giết mổ gia súc tập trung với quy trình xử lý rất là hiện đại. Đây là hoạt động của cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Đan, huyện Châu Thành A. Các công nhân phải làm việc liên tục suốt cả đêm để đáp ứng nhu cầu giết mổ gia súc của các tiểu thương. Nếu ngày thường tầm 200 con thì Tết tăng gấp đôi số lượng này. Đây là cơ sở giết mổ gia súc duy nhất trong tỉnh hiện đang áp dụng quy trình giết mổ treo hiện đại. Thời gian xử lý một con heo rút ngắn cực độ từ 2 tiếng đồng hồ, giờ chỉ còn 2 phút 42 giây. Vì vậy, công suất hoạt động tăng gấp đôi. Rất là an toàn hơn hồi đó. Giờ nó mổ gì nó sạch sẽ mà mau lẹ hơn. An toàn, nhanh chóng là một trong những yếu tố khiến cơ sở giết mổ này thu hút được nhiều khách hàng từ các huyện thị thành đến giết mổ. Đặc biệt là khâu kiểm soát vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thịt giữ được độ tươi ngon trong lúc cao điểm này. Đặc biệt nữa là xưa nay, giết mổ ít ai nghĩ đến tính nhân đạo. Điều này là yêu cầu bắt buộc của các nước tiên tiến thế giới. Cụ thể, heo được kiểm tra và phải đạt các chuẩn về sức khỏe và vệ sinh trước khi xử lý, đồng thời dây choáng bằng phương pháp chích điện để dây tê, đảm bảo quá trình xử lý, heo không bị đau đớn, chất lượng thịt được nâng cao. Với các sản phẩm thịt không riêng gì thịt heo, người tiêu dùng khi mua các loại thịt ngoài việc quan sát bằng mắt thường thì họ còn đặt niềm tin vào các quầy hàng quen thuộc, uy tín, vì không phải ai cũng biết phân biệt thịt đã kiểm dịch, an toàn hay chưa. Để giúp người tiêu dùng an tâm hơn thực phẩm mà mình chọn và cũng để kiểm soát tốt lượng thịt bán tại địa phương là an toàn tuyệt đối, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra giết mổ gia súc gia cầm rất sát sao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trên 100 chợ, trong đó có hàng trăm quầy hàng chuyên bán các sản phẩm thịt gia súc gia cầm. Những ngày bình thường và những ngày Tết, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định giết mổ kinh doanh mặt hàng tươi sống này. Sản phẩm đây được tuân thủ là bảo quản đảm bảo vệ sinh thú y. Cái thứ hai nữa là có cái dấu kiểm soát giết mổ của địa phương. Cộng thêm cái công tác thú y ở đây cũng thường xuyên kiểm soát về vấn đề an toàn thực phẩm, nói chung cũng đảm bảo tốt. Để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tích cực quản lý chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc gia cầm trên địa bàn. Xử lý nghiêm những trường hợp buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm bệnh, chết, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch khi lưu thông trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo cho người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay giá heo hơi ở tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ ở mức từ 50.000 cho đến 51.000 đồng một ký. Giá này đảm bảo người chăn nuôi có lợi nhuận.
Với khí hậu mát mẻ quanh năm, điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng dâu, chăn tằm, dệt lụa và được quy hoạch phát triển là thủ đô của tơ lụa Việt Nam từ năm 1995. Với một bề dày lịch sử như vậy, nhưng mà khi Ngọc Như nhắc đến Bảo Lộc thì chỉ nghe nhiều người nhớ tới cà phê Bảo Lộc, chứ ít ai biết tới nhãn hiệu lụa tơ tằm Bảo Lộc, đúng không ạ? Bởi vì sự mai một dần của nghề tơ lụa đã làm cho người tiêu dùng cũng quên bẵng đi cái thương hiệu này trong một thời gian rất là dài. Sau nhiều năm thăng trầm, đến nay, bằng những nỗ lực không ngừng, thành phố Bảo Lộc đang dần khẳng định vị trí thủ phủ tơ lụa Việt Nam và dần lấy lại thương hiệu lụa tơ tằm Bảo Lộc. Bảo Lộc khẳng định vị trí thủ phủ tơ lụa Việt Nam như thế nào vậy? Mời bà con và quý khán giả tìm hiểu về lụa tơ tằm Bảo Lộc. Năm 2018 là một năm tạo được nhiều dấu ấn và bước tiến ngoạn mục của ngành tơ lụa Việt Nam, mà trong đó tơ lụa Bảo Lộc luôn dẫn vị trí cao nhất. Như vậy, sau một thời gian dài, ngành tơ lụa Việt đã thực sự hồi sinh và Bảo Lộc là nơi ươm tơ mở lối cho tơ lụa Việt. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 5.000 hectare dâu tằm, trong đó thành phố Bảo Lộc có khoảng 500 hectare với sản lượng lá dâu trung bình đạt khoảng 5.000 tấn một năm. Hướng đến năm 2020, diện tích dâu tằm sẽ ổn định từ 500 đến 600 hectare. Tại Bảo Lộc, ngoài những vùng trồng dâu nuôi tằm còn có những cơ sở dệt lụa rất lớn, các hoạt động sản xuất kinh doanh ươm tơ ngày càng phát triển. Tại Bảo Lộc có 23 doanh nghiệp ươm tơ và dệt vải, trong đó có 7 doanh nghiệp ươm tơ cơ khí, 8 doanh nghiệp ươm tơ tự động, 8 doanh nghiệp dệt lụa. Công nghệ sản xuất chế biến tơ lụa và các sản phẩm dệt may từ tơ lụa của Bảo Lộc đã được đầu tư bài bản với nhiều thiết bị, máy móc, dây chuyền, sản xuất hiện đại, công suất cao, thân thiện với môi trường. Nếu năm 2012, các công ty dệt may sử dụng 100% là tơ lụa nhập từ Trung Quốc, thì đến năm 2018 đã sử dụng trên 70% tơ lụa Lâm Đồng. Và chắc chắn, năm 2019, con số này chỉ còn 10% tơ lụa Trung Quốc. Sau nhiều năm nỗ lực dung xới, xây dựng, thành phố Bảo Lộc đang dần khẳng định được thương hiệu thủ phủ tơ lụa Việt Nam. Để đảm bảo phát triển ngành tơ lụa, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tơ lụa Bảo Lộc và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đã có 7 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tơ lụa. Nỗ lực khôi phục từ ngành chức năng và đặc biệt tấm lòng gắn bó thủy chung của người nông dân, các nghệ nhân trên vùng đất này sẽ cùng nhau gỡ khó để thúc đẩy ngành tơ tằm Bảo Lộc phát triển trong tương lai. Và một khi nhãn hiệu lụa tơ tằm Bảo Lộc được chứng nhận sẽ là một cơ hội vàng để cho sản phẩm lụa tơ tằm của Bảo Lộc vươn xa hơn nữa ra thị trường thế giới. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.